Kính chào quý vị nhé. Hôm nay đã là ngày 19 tháng 3 năm 2020. Tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái hai sản phẩm là áo giáp kẽm bảo vệ thông minh và cái quality chuyên chống cái rụng trái, méo trái, nứt trái và thối trái. Thì đây là hai cái sản phẩm là chúng tôi nhập nguyên liệu 100% từ Italia về và sang chai đóng gói tại Việt Nam và phân phối. Như vậy thì trong cái thuốc thì chắc quý vị cũng biết rồi, là nguyên liệu và bao gồm thành phần á, thì và một cái nữa là gọi là phụ gia, là chất bảo quản, chất bổ trợ hoặc là chất phân tán. Thì ở trong cái sản phẩm của chúng tôi cũng vậy, nó bao gồm là cái thành phần hàm lượng và cái chất là chất hòa tan. Thì đối với cái sản phẩm quality này cũng có rất nhiều, giống như cái đoạn clip trước đây tôi chia sẻ về cái sản phẩm là MBZ Italia, thì sản phẩm quality này cũng được rất nhiều bà con xài và tin dùng rất hiệu quả. Nhưng ngược lại là một cái tính năng của nó vẫn là vấn đề là nó dẻo và nó đặc quá. Thì trước đây cái đoạn clip về cái thằng MZ thì nó nói về cái tính năng của MZ rồi, nó cũng dẻo và rất là phó tan. Thì hôm nay cũng nói về cái thằng quality này tí xíu. Thì thành phần của thằng quality này là cái canxi oxit tới 20% và cái magie oxit là 15%. Thì với một cái công thức mà phối trộn pha giữa canxi và magie hoàn hảo như này thì thật sự không phải có tập đoàn nào cũng làm được, không phải công ty nào cũng có khả năng là phối trộn được. Tại vì canxi mà cộng với những cái magie hay là những cái loại dinh dưỡng khác á, thì nó sẽ dễ bị đóng cục, nó dễ đóng cục và nó dẻo. Cho nên là cái quality này đã phối hợp với hàm lượng cao như vậy thì chắc chắn rằng nó cũng phải có cái, thứ nhất là tỷ trọng. Tỷ trọng của nó là 1.98. Cái chai một xị này là chúng ta cầm lên thì nó nặng tới là 538 gram. Ha. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là trong đây khi nó đứng yên vậy nè, là cái phần phụ gia đó, chất hòa tan nằm ở phần bên trên này nè quý vị, phần bên trên này ha. Còn cái phần ở dưới là hoạt chất, cho nên là khi trong quá trình đó, với bà con đó, mua về thì nó hiện tượng nó hơi dẻo, nó hơi cứng ở dưới đây này, nhưng mà trong cái chất phụ gia nằm ở trên thì với bà con ấy, trước khi sử dụng nên lắc lắc ha, lắc nhiệt tình này, nghe có nghe không ạ, tiếng nước đấy. Thì như vậy thì sau khi bà con lắc đều vậy rồi thì nó sẽ phân tán đều đây, thì bà con rót nó rất là thuận lợi. Còn nếu trong trường hợp nào đó bà con sơ ý dặn nắp ra mà đã rót liền ở phần ở trên, ví dụ như là mình xài 25 cc cho mình 25 lít thì lắc liền ở trên, thì rót liền ở trên thì cái phần phụ gia nó đi trước, thì còn cái phần nguyên liệu này thì cái phần sau đó bà con rót rất là khó, chắc chắn rất là khó. Thì giống như một cái kinh nghiệm của nhiều bà con nông dân nơi khác á, là chúng ta nên là nếu được chúng ta ra, dặn cái nắp ra, chúng ta cho cái viên bi vào, viên bi đạn keo á của những cái em nhỏ hay chơi dưới quê đó, chúng ta dùng viên bi đó chúng ta bỏ vào, thì giống như là một cái viên bi ở trong cái chai sơn xịt tay thôi đó. Thì mình lắc nghe róc 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 còn còn đó, thì đó là cái viên bi để cho nó phân tán đều ở trong cái thành phần hàm lượng cũng như là cái chất bổ trợ cho phụ gia, thì bà con rót nó sẽ đều hơn. Có nhiều bà con tưởng nó là hư nhưng thật sự đây đây là cái đá nóng của chúng tôi ha, là tháng 11 2019, nhưng mà nó vẫn có những đặc tính như trên hay có những đặc tính như trên ha. Và có nhiều bà con gì sốc kêu đứng này là chưa đúng, nếu mà đúng ra đối với chuyên sản phẩm nhập khẩu của chúng tôi á, là nên lắc nghiêng như thế này, để ngang như này lắc ha. Chứ còn nếu mà lắc đứng thì thật sự là cái nước nó chỉ có phần tầng tầng trên thôi, nó ong vắt đó thì nó phân tán rất lâu, nhưng mà mình nên nghiêng ngang như này lắc ha, lắc theo chiều ngang vậy thì nó hiệu quả nó cao hơn rất nhiều so với mình lắc là theo chiều đứng. Và ở đây nữa quý vị có thấy không ạ, là có một câu rất là rõ nét và màu chữ đỏ khác biệt với những chữ khác, đó là cảm ơn quý khách đã ủng hộ sản phẩm, chúng tôi trích 2.500 đồng cho trẻ em khuyết tật ở địa phương. Đây là một phần tri ân của công ty chúng tôi đối với người dân
có nghĩa là bà con nông dân tin dùng sử dụng, và chúng tôi sẽ trích 2.500 đồng này để ủng hộ trẻ em ở khuyết tật của địa phương của bà con đang sử dụng. Ví dụ như là bà con ở huyện Chợ Mới, An Giang sử dụng sản phẩm này rất hiệu quả để chống rụng trái, méo trái, nứt trái. Nhưng mà ngược lại thì chúng tôi sẽ trích cái 2.500 này để tích lũy. Thì sau đó thì nếu mà ở địa phương báo có nhu cầu là tặng hỗ trợ cho trẻ em nào đó bị khuyết tật gặp khó khăn thì chúng tôi sẽ trích cái ngân sách này. Và ngay cả khách hàng là đại lý cấp 1 hay cấp 2 là dù bán rất là lớn nhưng mà đề nghị chúng tôi trích cái phần này cho lý là chúng tôi kiên quyết không. Đây là cái phần rất rõ ràng, đó là hỗ trợ trẻ em khuyết tật ở địa phương. Và danh sách này sẽ được quý đại lý là đề xuất và quý địa phương xác nhận, và chúng tôi tiến hành để trao và sẽ công bố trên cái YouTube. Và cái sản phẩm thứ hai nữa là sản phẩm áo giáp kẽm để gia độc cái cây trồng, gia độc bắc lo, gia độc mặn, đậu phèn, vân vân. Mà đặc biệt là sắp sửa đây là tới một đợt đầu mùa mưa thì chúng tôi sẽ làm những dịch là để giải độc cho những vùng là nhiễm mặn. Thì cái này hai hai năng này không có đi chung với nhau được, cái có gì khi pha chung với nhau nó sẽ bị hiện tượng là đóng cục. Và cái đoạn clip tiếp theo chúng tôi sẽ chứng minh là cho quý vị thấy để quý vị có thể là tham khảo thêm. Thì cái đây là một cái bộ đôi, và chúc quý vị là cái thành công trong cái vấn đề là sản xuất và cũng như là cái gia đình an khang thịnh vượng. Nếu quý vị quan tâm hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy 0949 237 249.